Chào các bạn, trong tập trước mình đã đi đến chiếc phi thuyền bay gần nhà để farm thêm 9 đầu lâu xương đen. Tiếp theo sau đó thì mình gặp một tên khá là lạ, hình dáng của nó giống như là vua của Skeleton vậy. Khi đã đủ số lượng đầu lâu xương đen thì mình đã xuống The End triệu hồi ra Wither để có được sao Nether. Ở cuối tập trước, khi đã đủ hết nguyên liệu thì mình đã chế tạo cho mình một vật phẩm rất đặc biệt, giúp mình có thể bay như là chơi chế độ sáng tạo vậy. Trong tập hôm nay, mình sẽ lên đường vào The End tìm kiếm nguyên liệu để có thể kích hoạt được cánh cổng đi vào thế giới Abyss và không liên thiên thêm nữa. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đến với lại tập mình tàng hình rồi này. Đúng rồi. Thì chào mừng các bạn đến với tập mấy ta? Tập 22. Đó, thì trong tập hôm nay thì mình mới vừa phát hiện ra một thứ rất là xịn các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang đi săn Creeper. Thì nhờ các bạn nói thì mình mới nhận ra ấy là trong lúc mình bay ấy các bạn thì mình sẽ bị tụt kinh nghiệm. Buồn thật sự luôn ấy. Làm cái này nó tụt cái giá trị của nó xuống dã man quá. Nhưng mà tụt cũng không nhiều các bạn ạ. Mình bay tầm cũng khá là xa đấy, 300 block thì chắc nó mới tụt một level thôi, cũng không quá là nhiều đâu. Mà mình đang tìm cái con creeper khó vậy ta? Không có đây. Không có đây rồi. Ok, mình đi tìm tiếp bên đây vậy. Đây, mình đang có con creeper. Thì tại sao hôm nay mình lại tìm creeper các bạn ạ? Thì mình mới vừa xem một video của YouTuber khác ở nước ngoài ấy, thì cái anh này mình đã tìm cách được cái anh này triệu hồi cái con void worm các bạn, cái con sâu ấy. Con sâu ở dưới The End ấy. Trong tập hôm nay thì mình sẽ triệu hồi con đó. Đó, từ. Thì mình phải cần tìm một cái dungeon gì đó. Đó, mình sẽ cần chế tạo thiệt là nhiều TNT để mà mình tiêu diệt cái con kia 500 máu các bạn. Mình nói sẽ không hiểu đâu, nhưng mà chắc chắn là chút xíu chúng ta trải qua thì các bạn sẽ hiểu thôi. Hiện tại mình được 11 thuốc súng cộng với lại đây 41 nữa là mình có được 52. Mà chúng ta sẽ cần bao nhiêu TNT? Một TNT sẽ chế tạo tốn 5 thuốc súng. Vậy là mình chế tạo mới được có bao nhiêu nhỉ? 50. Vậy là mình chế tạo được mới có 10 TNT à. 10 TNT thì chưa đủ tiêu diệt tí nào luôn ấy. Hình như trong rương nhà mình vẫn còn TNT thì phải. Ở đây thì không rồi này. Để xem coi bên cái khu vực nhà kho của mình. TNT thì còn đúng không? Còn 10. Ở đây còn 19 TNT này. Bây giờ thì mình phải cần chế thêm nữa. Chế thêm thì nó sẽ tương đối cực ấy. Đồ thì mình cũng mới sắp xếp một chút xíu các bạn nè. Chưa được nhiều cho lắm nha. Rồi, trong tập hôm nay thì chúng ta sẽ quanh quẩn ở The End đấy. Để mà mình nhanh chóng kích hoạt cái cánh cổng đi vào The Abyss. Đó, nghe nói trong đó rất là nhiều đồ VIP. Nên mình phải đi vào nhanh các bạn nè. Series này có lẽ cũng sắp tới hồi kết rồi đấy. Khá là nhanh luôn. Rồi, không còn thuốc súng gì đâu. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đi farm tiếp thôi. Chứ lại mình đi tìm thêm cát nữa. Đây thì mình trời sáng luôn hả? Trời sáng thì thôi. Mình sẽ lấy cuốn Westbrook ra cho các bạn xem. Ok, Westbrook của mình đó ta. Mình cất nó ở đâu ấy, mình cũng chả nhớ nữa. Đó, mình sẽ cần dùng cái cuốn Westbrook đó để mà mình cho các bạn xem. Ở chết rồi, mất tiêu luôn rồi. Nó nằm ở đâu ta? Hình như bên khu nhà này của mình. Đây, Westbrook thì chắc là trong... biết rồi nha. Trong đây đúng không? Trong đây có Westbrook nữa không? Không có các bạn à. Trong đây bây giờ mình rất là nhiều sách luôn ấy. Thực sự là rất là nhiều sách sách VIP. Mà mình chưa tới cái rạng mà mình sẽ làm cái enchant cho bộ giáp mình đâu. Mình sẽ cần tìm xong bộ giáp mạnh nhất đã. Rồi enchant sao? Đó. Bây giờ thì chắc là mình sẽ tìm cái Westbrook. Nhưng mà đây, nó nằm trong đây các bạn à. Không biết từ khi nào mình đã sắp xếp lại với cái này vậy ta. Rồi, thì nó sẽ nằm ở cái nhiệm vụ này. Thì đầu tiên thì mình phải cần tiêu diệt cái con Mutant Enderman. Mình mới phát hiện ra là tiêu diệt con này thì mình được cả sao Nether nó xịn chưa. Đó, thì tiêu diệt con này thì tất cả nhiệm vụ nó đều liên quan tới nhau các bạn. Tiêu diệt con này thì mình được hai cái này đúng không? Thì cái sao Nether cộng cái này nó sẽ giúp mình đi tới chỗ này chăng? Mình không biết nữa. Collect a Void Crystal là mình có được cái này nè. Là mình tới cái chỗ mình nói ấy. Và khi mà tiêu diệt cái con đó bằng TNT ấy thì mình sẽ được những cái này. Đó, và khi được những cái này rồi đúng không? Thì mình sẽ đặt vào cái chỗ đó cái cục này, sau đó thì mình gắn thêm cái này vô. Gắn thêm cái này vô cái chỗ đó thì nó sẽ biến thành cái con sâu. Và khi tiêu diệt xong con sâu đó thì mình sẽ được những cái này. Thì chúng ta mới có thể đi vào Abyss luôn. Các bạn thấy căng không? Căng thẳng thiệt sự luôn ấy, đúng mà không dễ gì luôn ấy. Thì có lẽ là bây giờ thì mình sẽ làm một thứ nữa, hơi vòng vo nhờ. Mà không sao. Xem đặc trưng của kênh mình là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ này có cát. Let's go. Mình gom tí cát đi. Chết rồi. Quên nữa.
cái xẻng của mình đào là nó sẽ ra cái gọi là cái kính luôn ấy. Nên chúng ta phải về đây lấy thêm cái xẻng khác. À, mình thì có nhiều là xẻng VIP mà đúng không? Gia tài này rồi, hiệu suất 5 này, lấy cái này cho nó nhanh. Rồi, có cái gia tài nữa cơ à, xịn sò đấy. À, rồi, khá là nhiều waystone rồi. Bây giờ thì nhiều waystone quá thì mình bấm nó cũng mệt nữa các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ farm hết cái chỗ này, rất là đơn giản các bạn thấy không? Đây, như thế này. Mình sẽ đào ra thiệt là nhanh. Để chúng ta chế tạo TNT luôn. Mình sẽ dùng hết số lượng thuốc súng ở đây luôn cho nó chất lượng. Rồi. Bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như nó hút vào trong đây. Rồi, hình như nó đủ rồi đấy. Đủ để chế tạo rồi đấy. Rồi, thuốc súng ở đây, lấy cái thuốc súng này ra. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo TNT. Chúng ta sẽ có thêm 12 TNT nữa. Rồi, tổng cộng mình có 31. 31 hy vọng đủ đi, không đủ thì thôi. Không đủ thì về nhà mình kiếm thêm. Rồi. Bây giờ thì là chuyên mục tiếp theo. Có lẽ là mình sẽ tiến vào The End luôn cho nó nhanh gọn lẹ. Hay là mình có nên đi khám phá Better Strong không? Tại vì nó quá là nhiều thứ đặc biệt mà mình chưa khám phá đấy các bạn. Nè các bạn nhìn xem. Đây cái nhìn như là một cái cổng địa ngục rồi đấy. Nhiều thứ lắm luôn. Đó, Waystone thì mình biết đường rồi nè. Để thử đi vài vòng xem coi. Có chỗ nào đặc sắc đặc biệt không? Trong đây có rương nè. Trong đây chắc chắn có rương nè. Đó. Ủa có kim cương nữa này. Mà thôi, không lấy đâu các bạn à. Lấy cũng mất công lắm. Tại bây giờ mình rất là giàu có rồi. Để các bạn thấy nhiều đường không? Có đường đi xuống nữa kìa. Dã man thiệt. Mình nghĩ sau này mình chế, các bạn kêu mình chế tạo cái gì ta? Một cái nhẫn mà giúp mình có thể đi xuyên tường á. Khi mà chế tạo được cái đó thì mình di chuyển trong đây nó sẽ đơn giản hơn. Ôi trời ơi, đi đâu đây? Đi đâu đây thanh niên? Ủa đây có đường hả ta? Ở đây nhìn như có đường rồi đấy. Và để mình xem coi thanh niên này làm gì mà giỏi mình hay sao mà ra đây đứng vậy. Không có đồ gì VIP hết à. Toàn là đồ tầm thường thôi. Rồi, tiến vào. Ây da. Tiến vào The End thôi. 52 kinh nghiệm này thì mình bay gọi là hơi bị dễ luôn ấy. Đó. Thì mình sẽ vào được trong đây. Tiếp theo thì mình sẽ bay tới cánh cổng kia luôn. À, lần này chắc mình sẽ lấy trứng rồng luôn đi. Lấy trứng rồng luôn các bạn à. Rồi, nó đâu rồi? Đây, bên đây. Sẽ đào chỗ này ra. Sau đó thì mình sẽ dùng một cây đuốc. Hình như là mình hết đuốc rồi sao ấy. Ở đây còn 8 đuốc này, ngon. Đặt ở đây và chúng ta sẽ đào chỗ này ra. Như vậy thì mình sẽ có được trứng rồng. Và nó tự hút vào cái hành trang của mình luôn rồi. Good job. À đúng rồi, nhiệm vụ là tiêu diệt một con Mutant Enderman. Ok, để mình tiêu diệt nó luôn. Hy vọng là có thể nha. Mày Mutant Enderman. Mình nhớ là mình tiêu diệt một lần rồi. Nhưng mà sao nó không tính cho cái nhiệm vụ này ta? Chắc nó làm từ từ lên hay sao ấy. Đó, tiêu diệt con này cái đi. Rồi mình sẽ nhập được đồ VIP các bạn à. Oh my god. Oh, xin lỗi. Cái con Mutant đâu? Mày nè. Đó, nó gần chết rồi các bạn thấy không? Hình như cũng được nhiều kinh nghiệm lắm hay sao ấy. Rồi, nó gần chết rồi, nó gần đứt hơi tới mình rồi. Mày. Đó. Và mình sẽ được cái nhiệm vụ. Ôi trời, nó chuẩn bị bắn tung té. Đi ra. À, xin lỗi. Lần nào cũng vậy hết. Nó xem mình như chong chóng nha các bạn à. Cầm ở đây đi. Rồi, cho nó hút ra ngoài đây. Để xem coi mình có được cái gì không. À, quên nữa. Bây giờ thì mình cần lấy đồ ăn ăn các bạn à. Cần hết đồ ăn này rồi nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở cuốn Westbrook lên. Thì nhiệm vụ đây đã được. Và bơm bấm nhận thôi. Thì khi nhận mình sẽ được một sao này. Cái này á là để bỏ vào cái khói kia và nó sẽ biến thành con Void Worm ấy. Đó. À, kinh nghiệm thì mình có luôn rồi. Sao Nether này xịn chưa? Cứ giữ trong người thôi. Rồi, thì nhiệm vụ tiếp theo của cuốn Westbrook mà ở dưới The End này ấy thì chúng ta sẽ collect a Void Crystal. Đó. Nói chung là rất là ok. Thì để xem coi. Trên đây thì cái nhiệm vụ nó hơi toan nhờ. Ở sa mạc mình chưa làm này. Đó. Enter the Deeper Dark thì mình sẽ được một cuốn này. Xong rồi mình làm cái này thì mình được một cái quyển sách này. Có vẻ khá là xịn nhờ. Cuối cùng thì mình lại được sao Nether. Đó. Rất là nhiều nhiệm vụ ở nhiều nơi. Kill the Nether Keeper. Ui vậy là. Và ở dưới đây có boss hay là cái gì ấy. Đây, for Nether luôn. Ở đây thì cái này thì mình có thể chế tạo được Scarab. Thông cảm với các bạn ngồi đây, các bạn tìm hiểu chung với mình. Đây, Scarab. Để xem coi nó cho. À,
Để coi, nó sẽ giúp mình chế tạo được cái gì? Không có gì cả. Scarab rất là bình thường. Rồi. Rồi kill the Wither. Wither thì mình kill mấy lần rồi đấy. Wither in God. Wither in God này. Xịn vô. Tiếp tục là Autumn. Autumn thì kill Warlord. Rất là nhiều nha. Rất là nhiều nhiệm vụ cho mình luôn. Ồ, được một cái kiếm này. 11 sát thương. Mời đi ra nha con dơi. À, một cái cây này nữa. Cái này, chìa khóa các thứ. Ủa ôi, nhiều nhiệm vụ như vậy mà mình chưa làm hết luôn này. Ôi trời, kém thật sự. Ok, đi vào cánh cổng thôi. Thì để đi vào đây thì chúng ta sẽ cần một cái ngọc Ender. Bắn vô. Mà trước tiên mình sẽ cần một cái bảo vệ cho mạng sống của mình cái đã. Đây, xuống dưới đây thì mình nên có cái này, một cái thôi cũng được. Để mình gắn ở đây nè các bạn. Đó, mình sẽ thay vô chỗ này đi, cái này thì... Rồi, như vậy là hợp lý đúng không? Như vậy là siêu hợp lý luôn. Rồi, mình sẽ có được bảo vệ mạng sống. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cái Diamond Backpack. Đây. Và đi vào trong đây thôi. Let's go. Chỗ này ấy, cái giọng mình lại khàn nữa rồi. Chỗ này thì mình đã đi khá là nhiều nơi rồi. Đó. Ui. Ui các bạn ơi, giờ mình mới phát hiện ra là cái chỗ rồng ấy là đi qua cánh cổng thì nó chỉ dịch chuyển mình một khoảng thời gian thôi. À, chứ không phải là nó dịch chuyển qua thế giới khác. Oh, really? Xịn thế nè. Đây là cái chỗ mình nè các bạn, cái chỗ mình đang ở, cái chỗ mình tiêu diệt rồng nè. Và nhìn qua bên đây thì hu chu cha mà ơi, xịn thật sự. Ô xịn quá các bạn. Giờ mới biết luôn ấy. Đúng là núp mà. Rồi, thôi. Thì bây giờ có lẽ là mình cũng sẽ mình nghĩ là mình sẽ di chuyển bằng đường, bằng đi bộ nhiều. Là bay cũng được. Đó, để mà mình cố gắng mình tìm những cái công trình mới mà mình khám phá các bạn. Hy vọng ở trong tập này thì mình có thể tìm được nhiều nhiều những công trình liên quan tới cái điều mà mình đang tìm kiếm. Nãy giờ nghiên cứu ấy thì mình đã tới được một nơi các bạn. Mình đi mới có chút xíu à. Và mình mất một ít kinh nghiệm. Sau đó thì mình giết mấy con dơi ấy. Sau đó mình hò lại cũng được khá, cũng coi như chả mất bao nhiêu cả. Xem như cái này mất mà nó không có nhiều tí nào các bạn à, nó rất là ít luôn. Rồi, ở đây thì mình phát hiện một công trình này, rất là lạ luôn. Ở chỗ này thì mình sẽ chắc là đi xuống bằng cách này đúng không? Không biết trong đây sẽ cho mình cái gì đây. Trời ơi, nhiều vậy. Nhiều đầu lâu vậy. Ui, nhiều đầu lâu xương đen lắm các bạn à. Ui, hiếm. Thiết nghĩ. Là bây giờ thì mình sẽ làm gì quên người ta. Chế tạo một miếng đuốc các bạn à, miếng đuốc. Chúng ta sẽ cần 14. 14 thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm stick. Where my stick? Chết rồi. Ở đây thì không có đem theo không có đem theo gỗ các bạn à. Chắc là mình có thể lấy từ cái cây á. Đây có 9 stick này. Đó, các bạn thấy chưa? Gom từng chút ở đây. 14 hả? Chắc lấy bao nhiêu đây thôi. Cầm kền quá các bạn nhờ. Chưa bao giờ thấy ai cầm kền như mình hết á. Rồi, là chúng ta có được mớ đuốc nữa. Rồi đi thôi. Cầm này tay trái đi, cái này bên tay phải. Và khám phá chỗ này. Đi tới đâu thì khám phá tới đó. Nó là một dạng mê cung các bạn à. Có rất là nhiều đường đi trong đây luôn. Nhưng mà không có gì hết. Tại vì cây kiếm của mình có thể phát hiện vật thể. À, chỗ này là cái đường. À, wow. Xịn các bạn à. Rush. Ồ, lấy thôi. Ồ, trúng chỗ xịn rồi. Cái này thì cho mình kinh nghiệm này. Cái này thì mình chưa dùng nên các bạn ơi. Dùng hiện bây giờ nó cũng như đó rồi. Cứ từ từ thôi. La vàng. Wow, bên đây chúng ta có mưa tên hả? Mưa tên cũng xịn đấy, mưa tên cho cái nỏ xịn đấy, lấy đi. À, chỗ này khám phá rồi. Đi tiếp, bên đây có một cái room không? Có đường đi xuống. Có đường đi xuống các bạn à, có đường đi xuống. Tọa độ là trừ, đây để nhớ đường bên đây. Nó trong trừ 1125 và 700 ấy. Ok, chút xíu mình sẽ đi tới sau. Tại vì chúng ta phải khám phá từ trên xuống chứ đúng không? What? Who are you? Wow, xịn quá các bạn ơi. Mình thì mình thấy cái đường đi xuống rồi đấy. Him. À, là cái con nó mới đánh mình nè. À, thì ra là đánh. Hình dạng nó trông như thế này. Rồi, cái nào lấy được thì lấy. Ui trời, xịn. Xịn quá. Ôi, tuyệt vời. Toàn là đồ xịn thôi. Chú cha mẹ ơi, mình không ngờ là có chỗ này luôn ấy. Mình tưởng là dưới đây hết công trình rồi. Rồi, hóa ra là vẫn còn à. Hóa ra bên đây cũng hết đường rồi nè. Có vẻ nó hơi ít đường đi nhờ.
Rồi, cái chỗ mình tới lúc nãy đúng không? Sao mình đi một vòng cái là quay lại chỗ này rồi? Sao giờ thành chỗ nào mình cũng đi rồi hết vậy nè? Kỳ vậy ta? Kỳ vậy à? Đây đường đi xuống nè. What? Ok. Nãy giờ đi một vòng nha, mình thì không biết gì luôn ấy. Thôi cứ đi xuống thôi. Có đường đi xuống tiếp nha, có đường đi xuống tiếp nha. Ok, ở đây có một con Enderman. Ok, cắm cái đuốc ở trên đây để biết là đường này sẽ đi đi xuống. What? Ủa, ở kia là nó hướng ra revolve luôn. Ủa, ghê quá, ghê chưa, ghê chưa, còn nhiều tầng, còn nhiều tầng. Có con chuồn chuồn bay thấp thì mua. Có con gì nữa nè. Ủa, trời xịn quá vậy. Wow, thú vị, thú vị, thú vị, thú vị. Cá là thú vị đó. Nhưng mà rất là ít room các bạn à. Đây, lại đường đi lên này thôi. Đi bay lại chỗ kia. À, cho chưa có nhìn mình nha. Rồi, đây thì mình quất quả bí ngô đi. Đi qua bên đây tiếp. Có rất là nhiều đường. Nó các bạn thấy những cái sinh vật không? Đường này thì đi rồi thôi. Khám phá như thế này cho nó nhanh đấy các bạn. Chứ bình thường lâu quá. Cắm cái đuốc. Rồi, bên đây có một cái lồng spawn nữa. Cũng là của con này nhưng mà chỗ này lại không có rương. Rồi, thì chúng ta sẽ quay lại cái đường lúc nãy. Để mình đi xuống luôn. Đi xuống luôn các bạn ơi. Không nên ở lại thêm luôn. Ủa, nếu còn đường thì đi thôi. Còn đường thì phải đi thôi chứ. Ở đây thì, đây, chỗ này đi xuống. Nói chung là nó không chỉ có một đường đi xuống đâu. Đây. Chúng ta ở cái chỗ thứ hai nó có một cái carbon crystal. Wow. Cái này có tác dụng gì? Mình nghĩ là nó có tác dụng VIP á. Không có đùa được đâu. Đây. Đây, carbon crystal shard. Công nhận nó cũng không VIP gì mấy nhờ. Ok, cũng xịn. Hello Phantom. Phantom dưới đây nó không có đánh mình. Nhưng mà con rận thì đánh mình. Ủa, Phantom cũng đánh mình luôn. Đây có lò spawn của nó này. Phantom của chúng tôi. Thì ra là cái nơi ẩn náu của tụi nó là ở dưới đây các bạn ạ. Ở dưới The End. Tại sao bên kia lại có hai con? Cái chỗ này là cái chỗ nuôi rận hả? Oh my god. Nó giấu trong đây các bạn à. Wow, mình không vô mình không biết rồi đó. Mình không biết là có cái này rồi đó. Cầm cái này lên để cho nó nhặt vào cái hình cái trang cái rương của mình. Đó. Không thể tin được à. Unbelievable. Đây có cái này. Wow, đẹp chưa? Sắc bén gia tài. Thuốc súng này, thuốc súng cần. Rồi. Như đây à. Nó dùng cũng được. Nó giấu các bạn à, tụi nó chơi giấu. Chơi tôi thấy ghét. Hết đường đi rồi phải. Còn luôn, đường này đừng đi xuống. Đường bên đây đi rồi nè. Đi rồi đúng không? Ôi trời. Wow. Nó là một cái room gì đó hả? Hình như nó liên kết với khu vực khác thôi. Đây, bên đây là có lòng spawn. Lút tí kinh nghiệm. Bây giờ mình bay coi như cũng không trả tốn bao nhiêu đâu các bạn à. Đây. Đó. Mình chơi là người chơi hệ bay. Bay cho nó chất. Hơi rối các bạn nhờ. Nhưng mà tới chỗ này thì nó lại ít rương đi một chút xíu. Không biết là khi mình xuống những cái tầng sâu sâu thì nó có rương cho mình không? Ủa, có boss cho mình đánh với nhau hay không nữa. What? Tại sao nó lại có cái này vậy? Làm mình tò mò quá. Chắc là nó là đường đi xuống thôi nhưng mà tò mò thật ấy. Tò mò thật, tò mò thật. Đúng rồi các bạn, là đường đi xuống thôi à. Mình chưa khám phá hết nên mình sợ mình bỏ qua một cái gì đó VIP VIP ấy. Nên để cố khám phá hết xem. Bên đây có là đường cùng luôn, mày quá. Nhìn nhanh tôi còn đi khám phá chỗ khác. Đó, cái chỗ mình mới vừa đi ngang qua rồi. Tên tên. Bên đây thì mình đi rồi đúng không? Cấm đuốc quá trời này. Chỗ này hết đường đi rồi. Ok, có lẽ là mình sẽ nên đi xuống thôi các bạn à. Nãy giờ bay cũng hơi nhiều rồi đúng không? Ok. Xuống đây xem coi. Có mấy cái gì hot hot ở mấy cái tầng ít. Đường này thì không có gì hết. Thì mình phải cần tìm đường xuống khác. Ra vậy. Cái đường xuống mà nãy mình đập đâu ta? Trời ơi, bị lạc rồi bà con ơi. Oh my god. Không có. Hình như đường bên đây. Không có gì luôn.
Đây, chỗ này mình từng đi qua rồi. Đường cuối cùng không có. Mình sẽ tập trung mình nhìn vào hai bên nha, để mình biết coi có cái đường đi xuống không. Đây, bên này có này. Có một đường đi xuống thì chúng ta sẽ xuống luôn. À, chỗ này xuống sâu hơn. Sâu hơn rất là nhiều. Oh my god, mình không biết đây là cái khu vực gì nữa, còn nữa kìa. Khó tin thiệt. Còn các bạn à, rất là nhiều tầng luôn. Nice, thôi kệ thì cứ xuống luôn đi. Để xem coi nó cho mình được những cái gì mà ở dưới đây. Ui, còn tầng nữa, có khi nào nó cho mình xuống Devoid mình chết luôn không? Tại vì ở đây là tầng 2 rồi. Xuống một chút xíu nữa là mình chết đó các bạn. Mình nghĩ đây là cái 7 đó. Trời, cái gì nữa? Tầng 2 rồi, xém xíu là bị dụ rồi. Ui, lại thêm ba cái đầu. Chúng ta sẽ có thêm một sao Nether nữa. À, cứ tưởng đây là nhiều đồ VIP, nhưng mà hóa ra cũng chả có gì đâu các bạn ơi. Thấy mình đánh giá là cũng chả có gì đâu. Rồi, chỉ có loot tí đồ thôi. Và không còn gì nữa. Chắc là đến lúc mình phải đi lên rồi. Đó, bay thẳng lên thôi. Xịn không? Đó, bây giờ mình bay khá là thoải mái. Let's go. Bên đây thì nó vẫn còn ít chỗ này. Ở đây là cái gì đây? Hình như là cái mình đang tìm kiếm đúng không? Hình như đây là cái chỗ mình đang tìm kiếm nè. Phải không ta? À, cái này là cái đường đi xuống. Cái đường đi xuống mà cái chỗ nãy giờ mình khám phá đó các bạn. Ở đây chúng ta có những cái này rất là lạ lẫm. Không biết thì lên trên chúng ta có đồ gì hay không. Cũng rất là xinh, rất là đẹp chứ. Tới cái chỗ này rồi. Mình sao lá cây không vậy? Cái rìu của mình đâu? Chết rồi. Cái rìu của mình như mình để ở nhà rồi á bà con. Thôi toàn. Cái rìu mình như mình cất ở nhà rồi. Tại vì nó có ven mai. Mình đụng vô cái là nó sẽ mất hết chỗ này à. Đó, bây giờ phải đầu tay. Tổng kết lại thì khu này nó cũng chả có gì các bạn à. Trên đây nó không có gì cả. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái này ra. Tại vì mình đã hết thức ăn rồi. Chúng ta phải cần lấy thức ăn khác. Ôi trời. Cái này nhìn thịt có vẻ ngon nhưng mà ít vậy. Thôi ăn bánh mì đi. Mình là người có bánh mì mà. Ăn stack chơi. Rồi, đi xuống thôi. Tính ra trên này không có gì hết. Có một chỗ mình mới thấy lạ nè, có lẽ mình sẽ chuẩn bị tới luôn. Ok, đi ra khỏi chỗ này thôi bà con ơi. Đây, bên đây thì nó vẫn còn hệ thống từng hầm chỗ này nè. Vẫn còn nha. Không hề hết. Để xem coi. Có cái đường. Đó nè nè. Những lúc như thế này nè, mình sẽ farm lại kinh nghiệm các bạn ạ. Nó đánh mình cái nó đi luôn à, phiền quá. Coi mấy cái room coi có gì không. Không. Rồi, hồi nãy mình còn để ý thấy một thứ nữa các bạn à. Nó nằm sâu thẳm. Đây cái chỗ này nè. Nó nằm ở phía dưới như thế này thì mình nghĩ nó là một công trình gì đó đấy. Mình xem coi lại có phải không. Đây, và khi lại thì nè. Nó có một cái chỗ như thế này nè. Có đồ. Có một chiếc phi thuyền kiểu nó bị lạc đó các bạn. Và có đồ thiệt. Đây, chúng ta có hai cái này luôn. Không biết là dùng được hay không. Không dùng được. Hình như là không dùng được, chỉ chế tạo chơi vậy thôi ấy. Chán chưa. Ở đây thì chúng ta còn sách và bút lông. Repounding Chew chắc không lấy đâu. NCT map. Wow. Được đưa tới một cái NCT nữa các bạn. Lông cần nè, giấy cần nè. Ok, bây giờ mình bay lại luôn nhờ. Nhưng mà nó có vẻ khá là xa ấy. NCT nó hướng dẫn mình đi lên về hướng này nè các bạn. Bay thiệt xa về hướng này. Ok, có lẽ là hẹn gặp lại các bạn nha. Chúng ta sẽ tới NCT. Hiện tại tụi mình tới NCT rồi. Cái chỗ này nó lag quá các bạn ơi. Tại vì sao không? Nó gần cái rừng này quá. Mà nó lag cực kỳ luôn. Và ở đây thì nó tuyệt vời khỏi bàn luôn. Nó có thứ mình đang tìm kiếm các bạn à. Cái khu vực mà mình chuẩn bị triệu hồi ấy. Con Void Worm ấy. Là chính là chỗ này nè. Để cho các bạn xem. Dùng TNT để giết các thứ ấy. Ủa, phải không? Phải không vậy? Ủa sao tự tấn công mình vậy? Ờ đúng rồi, chỗ này các bạn à, chỗ này. Bên kia còn một chiếc thuyền nữa kìa. Nè, cái chỗ này chúng ta sẽ. Ủa có cái. Nó ra là nó tự động đánh mình nha. Mình không nhìn nó luôn. Trứng đồng nữa. Ở đây có cả một trứng đồng nữa. Mình không hiểu luôn. Ủa, hình như không phải các bạn à. Chỗ này nó không phải là cái chỗ triệu hồi. Trời ơi, mình lộn rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Thì NCT mà nó chỉ ở bên đây nè. NCT là nó chỉ bên chỗ này nè các bạn. Xịn không? Thì qua bên đây gần cái rừng này nó lát lắm ấy. Nên mình sẽ né xa xa ra. Lên chỗ này khám phá thôi. Mình bay được nên mình cũng không sợ gì lắm. Đợi những chỗ này đi vô đây. Có một cái
Wow, có cái lồng spawn với lại một cái mình mới nhặt cái gì quên rồi ta. Sugar box, chính xác. Ném cái này vô, ném cái này vô. Một khu vực rất là xịn nha. Bốn hộp sugar box cho mình luôn. Ok, bốn màu khác nhau luôn mới chất chứ. Xịn không? Xịn thiệt sự các bạn nè. Rồi. Thôi. Thôi mà. Ôi, nó ồn chưa? Rồi, một tên, một tên. Lộc, một mũi tên là một tên. Dùng cái này thì nó bị trùng từ quá. Mày. Lú lên. Lú ra. Giỡn mặt hả? Ỷ đâu ăn, ăn hết. Hình như thằng này không phải Sugar Boss các bạn à. Còn nào không? Còn thằng các bạn à. Hai thằng. Kệ đi. Đó, nhanh gọn lẹ chưa? Đút đồ thôi. Đây rồi. Cái này mình đang tìm kiếm này. Lại thêm cái này cho mình luôn, xịn quá. Xịn quá bà con ơi. Rất là nhiều cái này luôn. Eye of Nebula. Wow, cái này mình có thể đeo vô được rồi đấy. Cái này nó sẽ giúp mình chế tạo ra được một cái scroll này. Nói chung là nó cũng xịn á, nhưng mà mình nghĩ cái này thì không nên đâu, tại vì mình đang cần cái bay rồi. Và mình chỉ có một cái scroll để mà mình bay thôi. Đó, không thể chứa cái thứ hai được. Nên cái này chỉ có thể đeo vô Spellstone thôi, cái này đúng không? Ở dưới cái khu vực này thì mình nên đeo vô, bằng cái này vô thôi các bạn à. Cái này thì kháng lửa mà, đi xuống địa ngục thì cần cái này hơn. Còn dưới dưới địa end á, thì mình nên đeo cái này. Đó, rồi, cho nó bay vào người luôn. Kim cương, vàng. Vàng hộ phép không cần. Trong đây chắc là không có gì rồi. Đi xuống tiếp. Đi tìm mấy cái vật phẩm khác các bạn à. Tại vì ấy, mình loot càng nhiều để mình có cái vảy rồng nhiều nhiều xíu các bạn ơi. Cái vảy rồng nó cần thiết quá. Ta cũng biết bay mà, nó sợ mày hả? Để xem coi. Nhưng mà dính hiệu ứng này thì nó tệ quá. Rất là nhiều hộp Sugar Box cho mình luôn. Để xem coi. Mấy cái vảy rồng này ấy, mình muốn xem lại công thức chế tạo của nó ghê ấy. Đó, mình đang cần cái bộ giáp này nè. Bộ giáp này mạnh lắm. Ok, vậy tạm thời thế thôi nhờ. Đi qua chỗ khác. Bên đây có đồ không? Bên đây có vẻ có đồ này. Thế đây các bạn nhé. Mọi giọng mình khàn thì mình phải gần giọng một phát. Ủa mấy con này phiền ghê á. Một, hai, ba. Đó, xong xuôi. Ủa như vậy là chỉ có một chỗ để mình lấy được đồ thôi ta. Tại vì trên đây có vẻ có nhiều khu vực lắm. Ở đây còn một cái chiếc cái gì nữa nè. Chà chà. Ở đây xịn lắm các bạn ơi. Xịn hơn mình nghĩ nhiều. Không biết là trên đây nó có đồ không. Có luôn, lại là một khu vực. Có chứa đồ. Lại khu vực có chứa đồ các bạn à. Lại là quá trời hộp support cho mình luôn. Đó, tha hồ mà lấy. Đồ gọi là gần full liền. Rồi, chỗ này thì quẹo qua đường khác. Mấy cái đường này từ nếu mình mới đi rồi. Bên đây mình cái chỗ đầu tiên mà cao nhất khám phá chắc là ở đây đúng không? Mình đã lấy đồ ở đây rồi. Nè các bạn. Chỗ này thì mình đã lấy rồi nè. Thôi, tiếp tục thì mình tìm mấy cái chỗ khác mình lấy thôi. Có thể là mình sẽ bỏ qua vài thứ ấy. Chỗ này có đường hả gì nè. Chỗ này có đường không? Không. Không luôn à. Kỳ vậy. Mày, mày, mày. Một tên. Hai tên. Bây giờ thì mình cũng không sợ gì lắm. Giờ nó cho mình bay cỡ nào cũng được hết đấy. Đó, mình sẽ bay qua chỗ này. Và tìm chỗ để tiếp tục khám phá thôi. Không biết chỗ dưới có rương hay không. NCT này nó nhỏ xíu à. Không như mình nghĩ là nó sẽ VIP rồi các bạn à. Đó. What? À, chính xác rồi. Cái chỗ này chính là cái chỗ triệu hồi nè. Trời ơi, sao nó lại núp ở dưới đây vậy. Hèn gì trên bản đồ nhìn không thấy luôn các bạn à. Ủa, đáng ghét thế. Ô, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, quá nhiều khu vực để mình khám phá. Rồi, thì bây giờ mình xuống đây mình làm cái thao tác này trước nhé, rồi chúng ta đi khám phá tiếp những cái kia sau. Đó, tập này mình sẽ đánh nhau con voi worm luôn. Ôi, mình giết mấy con này cái đó. Nhìn nó mắc cười quá ha. Đây đây đây, nhìn nó nè. Nhìn nó bẹp dí sao á các bạn à. Ôi trời, mà dính cái này bị bay. Đây chúng ta có khói Chorandom. Chorandom. Đụng như nó là bị bay hả? Bắn nó cái đi. Nó đụng như mình nó cũng bị bay kìa. Tại mình có repelling mà. Đó, các bạn thấy chỗ TNT không? Thì mình giết nó cái. Hình như cái lồng spawn à. Mình đang cần search cái score. Trời ơi. Đây, chúng ta đọc coi. Score random các bạn à.
Ở cái đó động sẽ cái đó ghi sao bên này đây what oh my god ồ mấy con này nguy hiểm các bạn à, có lòng spawn, có lòng spawn nha, mấy con này nguy hiểm quá. Ồ nó tele bọt con zombie là chết luôn ấy. Ui trời, hồi nãy mình mất cái kia rồi hả gì ấy. À vẫn còn, vậy là mình vẫn chưa bị rơi xuống devoid. Ồ vậy cái lòng spawn của nó xuất hiện từ đâu vậy ta? Cái lòng spawn của nó xuất hiện từ đâu vậy? Đây có hai tên, mình nghĩ là ở đâu đó trong cục này hả gì này. Đúng không? Làm sao nó có thể xuất hiện được, hay là đây là cái chỗ mà nó sẽ xuất hiện ta? Ok vậy mình sẽ bớt mất thời gian chỗ này nhá. Rồi thì cái này nó sẽ làm như thế nào thì theo mình biết là chúng ta sẽ dùng sao nader và TNT đó, chúng ta sẽ đặt sao nader vô đây và nó sẽ ra cái con boss đó. Từ từ giết con này. Ok và bây giờ chúng ta không thể làm gì với cái cục này cả, không thể làm gì luôn. Ủa sao mình bắn được nè. Ơ kìa, mình nhớ là đặt TNT mà. Giờ mình nhầm rồi. Nè các bạn, đặt đây thì nó sẽ nổ trên đây và nó sẽ mất máu á, kiểu vậy á. Ôi vậy thôi không cần rồi. Hello anh bạn nhá. Hello anh bạn nhá. Và khi tiêu diệt nó chúng ta sẽ có con này. Nhiệm vụ của mình là Oh my god. Cái con đó, khi giết con đó là mình sẽ được cái kia đó các bạn. Từ từ. Ôi trời, đáng sợ vậy kìa. Đó, giết hết những con này cái đã. Phiền ghê á. Con kia đâu rồi? Đây này. Nó 80 máu. Đó. Và mình sẽ được cái này. Đây nè các bạn. Và mình sẽ được một thành tựu. Ok, chạy khỏi chỗ này cái đã. Oh my god. Ủa, cái chỗ này đáng sợ vậy. Mấy con đó nó spawn hoài luôn. Đây, lên đây nhận nhiệm vụ cái đã. My Westbrook. Làm đem theo quá trời TNT luôn á. Đây, Void Crystal. Khi mà mình được Void Crystal thì mình sẽ xuống đi em và mình lấy được ba cái này. Ba cái này rất chi là quan trọng. Rất chi là quan trọng. Đó, mình sẽ When you relic. À, mình sẽ được cái đúng rồi, mình sẽ được cái dòng là người hùng của dân làng 5. Đó, cái hiệu ứng các bạn. Người hùng của dân làng 5. Đó, ủa thì nó liên quan tới cái này cái gì ta? Mình không biết luôn. Ok đi. Mình sẽ cần lấy con sâu kia ra. Đây con sâu này nè. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đi giết void worm thôi các bạn nè. Trời ơi, đọc hôm nay méo cái mỏ luôn ấy. Giết hết mấy con này cái đã. Cầm cái này bên đây để mình biết nó ở đâu, bắn cho nó dễ. Nè, hello, nó các bạn thấy không, nó hay ẩn náu đây lắm. Rồi nó có cái lòng spawn ở đây nè. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Hình như làm ở đây luôn thì phải. Hình như làm ở đâu cũng được á, làm ở đâu cũng được các bạn à. Nó. Và ôi trời, đừng có như vậy nữa coi. Please. Đó, chúng ta có con Void Worm rồi kìa. Ok, thôi lấy nó thôi. Lấy cái này. Lấy cái này. Ôi trời, bị teleport ra đây nữa rồi. Đáng sợ nha các bạn nha. Nó không cho mình lấy hay sao ấy. Đi ra, nó đụng như mình là mình bị teleport đi á. Rồi, mình đã có con Void Worm rồi, let's go. Các bạn nhìn nó nè. Mình sẽ thả cho nó xuống cái Devoid này thì nó sẽ biến ra một con Void Worm và mình sẽ đánh nhau với nó. Thì chính xác là như vậy đấy. Nhưng bây giờ thì chưa nha, chút xíu nữa đi. Hơi cồng kềnh, các bạn thông cảm giúp Crest khoai to nhá. Mày, tao cay mày lắm rồi đó. Mấy con này khó chịu cực. Mình cứ tưởng là nhìn nó yếu yếu, định ăn hiếp nó các bạn à. Nhưng mà không, khó chịu lắm. Đây, lấy tiếp mấy cái này. Mình đang cần mấy cái này nè. Mấy cái này nhiều lắm chút xíu. Đó, các bạn thấy nhiều không? Toàn đồ VIP không đó. Mà coi chừng có thể là bọn mình đi xuống Devoid nha. Thì không còn gì để bàn luôn. Đó, lấy hết đi. Lấy hết đi rồi từ từ tính tiếp. Vì nhiều đồ VIP quá mà. Không lấy thì khá là dại dột. Cục này lấy được không? Cục này lấy được luôn. Cục này sẽ dời TNT nè. Đừng có tên là bọn nhá. Lấy luôn. Đã nói là đừng rồi mà. Người ta farm nốt thôi. Alright. Rồi, lúc như thế này nhiều rồi đó. Tham lam quá các bạn à. Rồi, mình được khá là nhiều cái này nè. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ chế tạo giúp mình bộ giáp này. Xịn nhờ. Rồi thôi, mình đâu cần bộ giáp ở đâu. Nhưng mà khoan đã. Dừng khoảng chừng là mấy giây.
Bộ này mạnh không? Mạnh hơn kiếm. Đi, thôi. Không, không va chạm mấy anh em này nữa nhá. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ khám phá khu vực này. Cái NCT thì mình đã khám phá xong rồi. Ơ, có một chiếc thuyền chìm ở đây. Có đồ ấy. Hình như là có đồ sao ấy. Có cái đường, đây nè. Ủa, cái này thì phải đào bằng cái cây cuốc các bạn ạ. Nên thôi, đào đại bằng cái này đi. Và chúng ta có rất là nhiều đồ, bông pháo hoa. Lại cái này à. Nhiều đồ quá nên cũng chả biết làm gì các bạn ạ. À, cho nó hút vào trong đây hết nhá. Không biết là bây giờ nó có full chưa. Nó gần full đồ của mình rồi này. Ở đây thì không còn gì để lấy nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua tiếp những khu vực tiếp theo. Nè các bạn nhìn thấy không? Ở đây có một khu vực thiền nữa nè, bên đây. Bây giờ mình sẽ tới khu vực này. Đi lên hướng này. Khám phá xong chỗ này thì mình sẽ đánh nhau với lại voi worm. Rồi mình sẽ về nhà nhá. Rồi. Ở đây thì hồi nãy mình loot rồi đúng không? Không biết là nó cho mình cái gì nữa. Ok. Bay còn 49 level các bạn ơi. À đúng rồi. Nó có cái lòng spawn. Ok. Lấy trứng rồng về nhá. Lần này thì mình sẽ lấy trứng rồng về. Nghe nói chúng ta chế tạo được trứng rồng ấy. Đây mình cho các bạn xem nhá. Trứng rồng đâu nè. Chúng ta có thể chế tạo được thành một cái Arcane Dragon Egg. Cái này là trứng VIP Pro này. Xịn sò chưa. Vậy mình sẽ làm một trứng rồng bình thường với lại một trứng rồng đó. À, bây giờ thì đọc cái này đây ra. Và boom, nó sẽ nhặt vào hành trang cho mình. Ok, tiếp tục đi xuống dưới đây. Khám phá nốt ở chỗ dưới đây coi nó là cái gì. Mà tại sao nó lại căng thẳng như vậy. Rồi, vậy chỗ này nó chỉ cho mình trứng rồng thôi. Hình như chỗ này có thể triệu hồi được con rồng hay sao ấy. Mình nhìn thấy khá là nhiều góc cột này. U là trời. Thích đánh nhau. Coi ai thắng. Ủa sao bắt đầu tụi này nó không cần nhìn nó cũng đánh mình nữa các bạn. Ủa ơi, mình bị cái hiệu ứng gì rồi. Oh my god. Ủa ơi. What the, cái răng của ai vậy. Rồi. Ghê đấy. Khá đáng sợ. À. Đi ra. Sao bây giờ cái thằng nào nó cũng nhìn mình hết vậy. Mày. Chạy với lại Red Bay à. Rồi, ở đây thì có một cái chiếc thuyền khác. Nhìn rất lạ mắt và có rương. Ok. Nhưng mà không có đồ. Đây có rất là nhiều kệ sách nè các bạn. Kệ sách này thì nó cộng cái Ant Powder 1 là cộng 1 các bạn. Cái gì đây. Oh my god, cái kiếm của mình nó dướng trong đây rồi. Lấy lại lẻ. Trời ơi. Bây giờ phải đầu tay ra nữa. Tại vì cái này nó là cái trụ các bạn à. Trả kiếm đây. Kiếm VIP của người ta mà người ta thích lấy à. Cày thế. Ở kiếm bên đâu rồi. Ở đây. Đây rồi. Có chuyện gì xảy ra không. Không luôn. Ở đây thì nó có một cái cục này. Là cửa sổ thôi. Còn đường gì không ta. Còn cái chỗ nào để mình lấy đồ không. Chả lẽ nó không có đường gì à. Mình nghĩ ấy, là nó giấu ấy. Nó giấu ở đâu đó đấy. Ủa. Từ bao giờ mà tụi này nó ghét mình người ta. Có thể là mình đeo cái này á. Có thể mình đeo cái này nên tụi này nó ghét mình ấy. Ờ à, biết giờ mình enchant cái dòng invade vô rồi. Là sống sót rồi các bạn à. Hơi đáng ghét nhờ. Ok thôi bỏ qua chỗ này đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái chỗ này. Là cái chỗ cuối cùng đây đúng không. Chỗ này thì cũng rất chi là ok thôi. Đầu tiên thì mình sẽ loot bên chiếc thuyền này trước. Này thì chúng ta loot rồi đúng không. Nên nó khá là quen thuộc. Nhiều đồ VIP lắm các bạn à. Cái phi thuyền này nhiều đồ VIP lắm luôn ấy. Nè. Một con này. Hai con này. Rồi phá ra. Ok, lại có thêm một đôi cánh cho mình. Tuyệt vời. Bây giờ mình có thể lựa chọn hai hình thức bay khác nhau rồi. Đó. Lấy cánh. Hình như đồ bên đây nó gần full rồi các bạn à. Nên chúng ta phải gỡ cái này ra. Và gắn cho nó vào cái ba lô nào khác đi. Ba lô vàng. Ba lô vàng thì mình chưa gắn này. Ba lô vàng còn chứa được. Rồi. Đây. Nhìn đồ thôi. Đó. Loot. Loot 3 cái Dragon Scale. Oh my god. Xịn thiệt sự các bạn à. Không đùa được. Quá VIP. Mình phải chỉ là mình tìm cái phi thuyền này càng nhiều càng tốt các bạn ơi. Quá VIP luôn ấy. Đây một cái Gone Backpack. Sửa chữa hệ sức năng và Smelting Torch. Không có cái gì hay hết. Poison of Recall. Wow. Ôi,
Hình như cái này sẽ giúp mình chế tạo cái can scroll nè các bạn. À, ở đây thì cái này thì mình không biết rồi, cái này bó tay rồi. À, đây chế tạo được một cái này, cái này rất là xịn các bạn à. Khi bạn chết thì nó sẽ return cái vật phẩm đến cái giường. À mình hiểu rồi. Ok. Rồi, ở đây thì còn gì không? Đây có một cái rương khác, không cần. Đó, coi như chỗ này khám phá xong nhá. Mình sẽ nên mình cao quá hay sao ấy. Rồi, đi qua bên đây đánh nhau con boss nữa là xong. Con boss này nó sẽ hơi mất nó đấy. Mày and scroll and John chứ. À, mày này giỡn mặt láo cá với quét à. Mình có cái dòng hút máu rồi các bạn à. Ở đánh mình cỡ nào thì mình cũng hút lại hết rồi. Nên cũng chả vấn đề. Đó, và mình giết nó rồi. Bây giờ lên loot đồ. Kinh nghiệm tụt nhiều nhờ, nhưng mà thôi cũng không sao các bạn ơi. Đó, bảo vệ kho lửa. Mending mixture. Đó. Nó một loại thuốc gì đó. Wow. Khá là nhiều dòng đấy. À, đây. Indestructible. Lấy Indestructible chứ, sau này cho cái cây cúp của mình. Mình còn thiếu. Wow, cái gì đây? Ê cha ai, cái này là cái gì mà VIP lắm đúng không? Mình có thể đeo được không? Cái này dùng như thế nào? Quên. À, để chết nó chế tạo như thế này. Ồ, đơn giản lắm các bạn ạ. Cái này đơn giản lắm không ấy? Từ từ. Mình cần vứt một vài món vô trong hành trang này đi. Tại nhiều đồ quá. Nên bây giờ mình cứ tạm thời vứt vô trong đây nhá. Ok, cánh cứng các thứ này. Vứt trong đây. Bây giờ thì mình sẽ đánh nhau với lại con voi worm, cái con sâu này. Đó, rất là cực nha. Cái đoạn này thì mình đi tới đâu tụi này nó sẽ đánh mình tới đó đấy. Nó sẽ hơi cực chút xíu. Bây giờ mình sẽ thả nó xuống devoid đúng không? Ôi quên nữa. Nó sẽ tự động hút vô trong đây lại à. Tự động hút vô trong đây lại thôi. Đó. Hy vọng là được đi. What's happening? Xuất hiện rồi kìa. Ok, nhặt cái này lại chút xíu mình giết đó rồi mình nhặt đồ từ nó. Rồi, con sâu đâu? Kìa. Mình chờ nó sẽ lên vô trong giữa này rồi mình giết nó nha các bạn. Hello. Lên đây anh bạn. Hai người bay với nhau như một người anh hùng nào. Rồi, lên đây. Nhiều con vậy. Ok, bắn vô trong cái đầu nó này. Ui, mình mạnh thế vậy? Mình mạnh quá. Ui, ồn quá nhờ. Ok. Một con chết. À, còn con nào không? Hai con nữa. Ủa sao mình mạnh với ta? Rồi, còn con trên đây nó... đâu rồi? Mày ở đây à? Rồi, có nhặt được cái kia chưa? Ủa chết rồi. Bây giờ mình đang cần nhặt một cái vật phẩm kia nữa. Vật phẩm của cái con này nè. Mới được các bạn à. Đâu rồi ta? Hơi căng. Có một cái vật phẩm rất là cần thiết. Đó. Mà bây giờ thì mình không biết là nó rơi ở đâu luôn ấy. Để mà chúng ta làm nhiệm vụ từ cái Westbrook nè. Các bạn. Ui được luôn rồi nè. Thôi, vậy lấy cái này thôi. Chủ yếu là mình cần cái này để mà chúng ta đi vào The Abyss. Đó. Chứ mà khá đơn giản nhờ. Mình nhớ là nó có rơi một cái vật phẩm đó mà ta. Đấy, nó rơi cái này nè. Rơi cho mình cái Summon and Kill the Void Worm. Ở đâu? Cái tag thôi. Cái tag là như vậy thôi. Chứ không phải là vật phẩm gì đâu. Chắc là mình nhầm rồi đó. Rồi. Rất là xịn đúng không các bạn? Vừa thế là mình đã khám phá xong xuôi rồi. Bây giờ thì mình vẫn muốn đi khám phá tiếp ấy. Nhưng mà thôi. Lần này thì nên về các bạn à. Lần này thì nên về. Nên về vẫn hơn. Rồi. Về thôi. Mình sẽ đặt một cái waystone đây. Để chúng ta cùng đi về. Ở chết rồi. Where am I waystone? Mình nhớ mình còn hai. Chính xác. Chỉ nhớ của mình sao mà sai được. Chỗ this soul. Đó. Chúng ta sẽ về. Nhìn khu vực của mình mắc cười được chứ. Mình sẽ về home. Chắc là về home nhờ. Rồi mình sẽ tự chế tạo cho mình một cái cánh cổng luôn. Thì nó sẽ perfect.
Rồi, một chuyến đi rất là dài và về thì nó lát máy luôn. Tình hình là tập này thì chiến lợi phẩm thì mình cũng khá là nhiều. Nói chung là được 2 trứng rồng. Có gì thì mình sẽ nâng cấp sau. Và rất nhiều đồ VIP từ cái The End này. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. À, ba quyển sách này nè, tha hồ hết kinh nghiệm luôn. Chắc là hết cũng được ba kinh nghiệm ấy. Ba quyển sách này nè. Rồi thì được khá là nhiều cái Dragon Scale. Nói chung là chỉ cần mình đi farm thôi là mình sẽ được ấy. Và để chế tạo từ cái đồ Dragon Scale này thì cũng VIP. À, cũng tạm được. Có thể làm cái silver nữa à. Cái silver này thì sao? Silver này thì không chế tạo được gì hết các bạn ơi. Chỉ có thể chế tạo từ cái này thôi, Aquatic Dragon Scale thôi. Đó. Vậy thì có lẽ là mình sẽ cố gắng nhanh chóng mình chế tạo được cái tier helmet này. Đó, cái bộ đồ này ấy, tại vì nó nhiều giáp quá nè. Nó rất là xịn, bộ đồ này khá là xịn. À thì bây giờ cũng gần hết video rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cần làm một thao tác nữa, đó chính là kích hoạt cánh cổng, rồi chúng ta sẽ tạm dừng video thôi. Tập sau thì sẽ khám phá Abyss nhá. Đó, hồi kết video có vẻ cũng tới rồi đúng không? Bây giờ mình còn thiếu một xô dung nham thôi nè. Xô dung nham mới cực nè. Giờ kiếm dung nham đâu ra đây? À, đơn giản mà, quên. Giờ này đâu ở đây vậy? À, mình hiểu rồi. Không phải là bị lỗi gì đâu các bạn à. Không phải bị lỗi gì đâu. Mình hiểu rồi. Mình đeo cái này vô nè. Đúng không? Mình đeo cái này vô ấy thì khi mình bị tấn công ấy thì nó sẽ teleport mình đi, chứ không phải là do mấy con quái nó teleport mình. Mình núp quá. Vậy mà mình không nhận ra hả ta? Sao mình có thể núp được như vậy nhờ? Thôi cất cái này đi. Hiện tại là mình lấy lại cái kia để mình đeo vô, cái kia kháng lửa VIP hơn, cái này đói mình VIP hơn. Cái này mình thích hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên căn cứ chính thức. Không biết là nó còn chính thức hay không nữa. Mà mình toàn ở bên đây không à. Chỗ này thì mình sẽ lấy được lava. À, đi kiếm lava thôi. Đâu bên đây nè, đó. Đơn giản không? Ồ, mút một xô. Ơ, ở kìa. Đây rồi. Đó. Bây giờ thì đi lại cái chỗ home của mình. Đây, ba. Thôi mình đi bộ thôi các bạn à. Đi như thế này tốn kinh nghiệm lắm luôn ấy. À, bây giờ chúng ta chỉ cần một cái dụng cụ đánh lửa nữa thôi. À, chắc là mình sẽ về bên đây. Đây. Đổ rương dụng cụ này thì chúng ta sẽ lấy một cái này ra. Rồi. Bây giờ thì việc của mình là chế tạo thôi. Mình sẽ còn thêm một viên sắt nữa. Bum. Và Gimme. Ở chứ rồi, mình cất cái có các bạn chế tạo vô luôn rồi. Đen nhờ. Các bạn chế tạo mình đâu rồi? Đây. Cất vô thì đâu có chế tạo được đúng không? Một cái này ở đây. Một cái này ở đây. Một cái này ở đây. Mình sẽ có một cái Abyss Bottle Activator. Ok. Good job. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt cánh cổng ở bên khu vực home mình luôn đi. Khu vực home thì xịn hơn các bạn à. Đây. Qua đây kích hoạt cánh cổng. 12 cái thì hình như đủ mà đúng không? 2 cái là dư rồi. 2 cái là tròn trịa luôn. Mày. Ok. Ôi trời, đen thiệt. À, khu vực nhà mình. Đi ngủ. Trước tiên thì xử lý hết tụi này cái đã. Thì mới đi ngủ yên giấc được các bạn à. Tụi này dám lại nhà mình phá đám. Đáng ghét. Ngủ. Bùm. Ôi quá trời luôn các bạn ơi. Quá trời là thành tựu trong tập này luôn. Chóng mặt thật sự. Rồi. Đây thì mình sẽ quất ổ bánh mì, 2 ổ đi. À, sau đó đi ra ngoài và chế tạo cánh cổng thôi nào, nhanh lên. Muộn rồi. À, không biết chế tạo đâu nữa. Chắc là sau nhà thôi các bạn ơi. 1, 2, chế tạo kiểu này nhá. Đó, 2, 3. 1, 2, 3. Hình như là được rồi đó. 1, 2, 3, 4. Như thế này. 3. Tết. Tren, mình đã hoàn thiện được. Trời ơi. Ôi ơi, không thể tin được. Nó phá nát khu vực nhà mình mất. Dừng lại đi, từ từ. Phá hủy được không? Được không vậy? Ôi, là mình đứng tim mấy giây các bạn ạ. Mình tưởng nó đập cái này thì nó không lấy lại được. Mà cái này nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình không biết là nó sẽ biến cái vùng đất của mình lại như thế này luôn ấy. Rồi nó hết lan ra rồi. Vẫn còn hay sao ấy?
Ôi mày, có từ lúc mình đặt cánh cổng ra là nó nát tan khu vực nhà mình luôn. Đáng sợ vậy. Đáng sợ thật sự các bạn à. Đây, nó nằm trong đây này. Thôi 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 thôi. Hơi ghê chút xíu. Ôi, rồng xanh của tôi. Mà xuống đi em. Cái con đó nó láo vậy. Nó lại nó bê cao con rồng xanh luôn. Nhỏ đang nằm ngủ luôn ấy. U rồi trời. Không tin được. Ôi, thanh niên giang hồ thật sự các bạn à. Ok thôi, làm gì thì phải làm cho trót. Chế tạo đây đi. Mình sẽ chế tạo ở bên khu vực này, nó sẽ vẫn xịn đó. Rồi, đường đi vào cánh cổng thì có lẽ mình sẽ làm ở cuối chỗ này là bơ phẹt nhất này. Đó. Đào hết chỗ này ra. Chúng ta sẽ có một cánh cổng bên đây. 1 2. Mà nhìn nó hơi solar á các bạn à, nhìn nó hơi solar đấy. 1 2 3. Đó, các bạn nhìn nó có thấy có solar không? Rồi, 1 2 3. Có sự solar không hề nhẹ các bạn à, nhưng mà thôi không sao. Nó không lây lan được rồi. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thiện được cánh cổng này. Ở trong trong tập này ấy, làm cái này cũng rất là nhanh và rất là gọi là không có quá nặng nhọc các bạn à. Hay quy trường của mình không? Đó, nhưng mà nó cũng hơi dài rồi thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn ở phía bên dưới nha. Ok thì tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.